Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu đôi nam, trận đấu giữa Hưng Đức Bắc Ninh và Xuân Mạnh Tuấn Anh của Sipucha Hà Nội. Trên sân số 1, xin mời đội Việt tố Hoàng Đức Nghĩa về sân số 1 thi đấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đức vào đánh.
Tốt nhất.